Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ nấu chè cho nước nha. Chè mềm dẻo nè, với nhân đậu xanh cùng với hai màu tự nhiên đẹp mắt. Thì chè này sẽ có thêm nước cốt dừa, sẽ có thêm độ béo bùi thơm ngon hơn so với cách nấu truyền thống. Những viên chè rất là tròn và ngon. Thì mời các bạn vào bếp đi cùng thực hiện món chè này. Và vui lòng đăng ký kênh để nhận các video mới nhất nha. Đầu tiên thì mình sẽ làm phần nhân. Mình có đây là 100g đậu xanh, do cho sạch, xong rồi các bạn cho vô trong nồi mình nấu. Cho nước hơi nhiều một chút, nếu như ngâm thì mình cho ít, còn không ngâm thì các bạn cho nhiều. Và bắt lên bếp mình sẽ nấu cho nó sôi lên. Sau khi mà đậu xanh sôi á, thì các bạn nhớ hớt bọt bớt ha, cho nhân nó trong. Và mình để lửa nhỏ để cho nó không có bị trào bọt lên. Xong rồi mình đậy nắp hở vậy nè, để cho nó rút nước, cạn nước luôn. Sau khi mà đậu nó cạn nước thì trong lúc nấu đậu các bạn nhớ để lửa thiệt là nhỏ ha, để đậu nó chín từ từ và nó không có bị cháy dưới đáy nồi. Bây giờ đậu nó khô, các bạn sẽ đậy kín nắp, hong thêm 5 phút nữa để cho hạt đậu nó nhừ. Bây giờ các bạn thấy hạt đậu nó nhừ và nó khô ráo nước hoàn toàn. Mình sẽ cho vào đây nửa muỗng cà phê muối, cho vào đây 2 muỗng canh đường. Và trong lúc nhân còn nóng, các bạn nhanh tay đảo đều lên để cho nhân nó nhuyễn và cũng như là đường nó tan ra, rồi mình tắt bếp luôn. Mình có hấp ở đây một củ khoai lang 2 màu. Trong lúc khoai còn nóng, các bạn sẽ nghiền cho nó nhuyễn, hoặc là các bạn có thể xay mịn. Mình dùng thêm là 400g bột nếp, thì các bạn dùng hiệu nào cũng được nha. Mình sẽ chia ra làm hai phần, một màu là 200g. Cho một phần khoai lang vô để có được màu cam. Khoai lang sẽ giúp cho viên bột nếp của mình nó mềm dẻo, và mình để 2-3 ngày luôn nó vẫn mềm ngon, không hề bị cứng. Bóp đều trong bột thì khoai vẫn còn hơi ấm ấm. Mình sẽ cho vào đây 200ml nước. Nước này các bạn dùng nước sôi và mình cho nó bay hơi bớt chút xíu là mình dùng được nha. Nước nóng thì giúp cho bột nó không có bị chảy. Trộn đều vô. Trộn đến khi nào mà thấy bột nó phủ đều với nước vậy nè. Bây giờ các bạn sẽ nhồi. Thì cái lượng nước có thể thay đổi tùy theo cái độ hút nước của bột cũ mới. Và mình nhờ đến khi khối bột dẻo mịn và mình thấy nó không có dính tay ha. Như vậy là được nè, không có bị khô quá. Cho vô trong hộp, đậy nắp lại để cho nó kín. Tương tự nửa phần bột còn lại 200g, mình cũng cho cái phần khoai lang hồi nãy vô luôn. Khoai lang này là khoai lang Nhật màu vàng nè. Trộn sơ. Và cũng tương tự mình cho vào đây 200ml nước nóng. Nước nóng này thì khoảng 80 độ là vừa. Và nhồi đều lên để cho bột nó nhuyễn mịn. Rồi, nó mịn vậy là được rồi nè. Phần nhân hồi nãy giờ mình để nó cũng nguội rồi. Bây giờ các bạn có thể do nhân cho những cái viên tròn, hoặc là mình múc trực tiếp luôn cũng được. Mình sẽ lấy một viên bột nhỏ nhỏ, do cho nó tròn lại, để dẹp ra. Rồi các bạn sẽ múc, nhưng mình để lên trên. Thì viên chè này mình làm cũng nhỏ thôi, cho nên mình múc khoảng một muỗng cà phê nhân là vừa. Túm sát lại, không có cho lún nhân ra. Qua tròn lại, như vậy là xong rồi nè. Mình sẽ làm tiếp nha. Các bạn làm vậy nó cũng nhanh. Còn nếu mà làm vậy không có gọn gàng thì các bạn có thể do nhân trước rồi mình bắt bột luôn cũng được. Làm vậy thì nó cũng tiện. Làm thêm một cái viên chè màu cam nữa. Và mình cũng túm lại. Các bạn nhớ phủ thêm bột khô ở dưới. Mình làm xong hết rồi thì cái phần bột còn dư lại các bạn sẽ vo những cái viên ỉ nhỏ nhỏ. Chè cho nước thì phải có viên ỉ mình ăn nó mới ngon. Bắt sẵn cái nồi nước sôi, khi cho vào luộc thì các bạn vo tròn lại.
Rồi mình thả vô trong nước sôi từ từ, thả cho nó rời ra. Thả vô như vậy á, thì chè của mình nó tròn đẹp. Cho những cái viên ỉ thì mình cho vô sau ha, tại vì ỉ nó nhanh chín hơn chè trôi nước á. Xong rồi các bạn đẩy nhẹ nhẹ để cho nó không có bị bám ở dưới cái đáy nồi. Và chè lúc này nó cũng sẽ rời rạc, nó không có bị bể. Chuẩn bị nước cốt dừa và đường thì mình có đây là 200g đường cát vàng, 200ml nước cốt dừa để mình cho vô chè cho nó ngon. Một cái cọng lá dứa, một chút xíu muối. Chè này thì các bạn nấu khi mà nó sôi lên vậy nè, nó nổi những cái viên lên trên hết. Như vậy là nó chín rồi ha. Các bạn sẽ vớt nó lên. Thì mình nấu luộc khoảng 5 phút trong nước sôi là nó chín nè. Mình sẽ thả vô trong cái thau nước để rửa bớt cái phần bột. Thả vô hết luôn. Xong rồi các bạn để đây chút nữa mình hãy vớt lên. Nấu nước đường trước ha, rồi mình hãy vớt lên. Cho vào đây nửa lít nước lọc. Mình sẽ nấu cái phần nước đường. Đường cũng cho vô luôn. Đường cũng cho vô luôn. Và mình dùng đường cát vàng cho màu nó đẹp. Hoặc là các bạn dùng đường thốt nốt, lá dứa sẽ giúp chè thơm hơn. Rồi mình sẽ khuấy sơ và các bạn nấu cho đường nó tan ra nha. Khi đường nó tan ra và nước đường nó cũng sôi bùng lên, mình sẽ cho vào đây một nhánh gừng sắc sợi để nước đường thơm ngon hơn. Rồi các bạn sẽ vớt cái viên chè cho nó ráo nước mình cho vô. Vớt lên hết luôn rồi mình cho vô và mình nấu lửa nhỏ nhỏ cho nước đường nó rút vô trong chè. Có bọt thì hớt bớt phần bọt này đi. Bọt này là bọt của đường á, hớt bớt đi. Thì nó cũng sôi được một lúc rồi nè. Mình sẽ cho hết nước cốt dừa vô luôn. Thì chè mà các bạn nấu trong nước đường khoảng 5 đến 10 phút thì mình hãy cho nước cốt vô ha. Tại vì nước cốt mình cho vô sao cho nó béo. Và cho nước cốt vô thì mình chỉ cần nấu sôi bùng lên nữa là được. Rồi tắt bếp là được rồi nha. Bây giờ mình sẽ múc chè ra. Chè này thì các bạn ăn nóng hay là ăn nguội gì cũng ngon. Tại vì nó sẽ mềm dẻo, nó không có bị cứng đâu. Rồi bây giờ mình sẽ cắt thử một viên ra cho các bạn cùng xem phần nhân và bột nó có dừa hay không. Chè rất là dẻo và mềm khi còn nóng. Cho thêm mè và để nguội, nó cũng dẻo luôn nhưng mà nó sẽ hơi xe cái mặt lại một chút. Xong rồi nè, món chè trôi nước đơn giản với hai màu tự nhiên đã hoàn thành. Chè này thì cái phần nước đường á, các bạn ăn vô nó sẽ có cái vị béo nước cốt dừa, ăn ngon hơn so với chè truyền thống. Nhưng mà mình nấu với nước cốt quá thì các bạn nấu cho nó hơi kỹ và mình ăn trong ngày nó sẽ ngon hơn. Qua ngày hôm sau thì các bạn sẽ hâm nóng lại rồi ăn. Nước cốt thì mình có thể để được 2-3 ngày luôn nha. Và mỗi khi ăn xong thì các bạn nhớ hâm nóng lại, tại vì nước cốt nó sẽ dễ bị chua. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Vui lòng đăng ký kênh hoàn toàn miễn phí để nhận các video mới nhất từ kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.